Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra về việc thực hiện sắp xếp lại cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng giai đoạn 2011-2018, trong đó có Tổng Công ty Xi măng Việt Nam VSM. Liên quan tới việc xử lý tài chính, xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, kết luận thanh tra cho biết đến thời điểm thanh tra, VSM chưa hoàn thành việc cổ phần hóa. Tuy nhiên, qua kiểm tra việc xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa công ty mẹ, Tổng Công ty VSM, được thực hiện cùng với 3 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là VSM Tam Điệp, VSM Hải Phòng, VSM Hoàng Thạch. Ngày 1 tháng 10 năm 2018 cho thấy một số khoản công nợ phải thu của VSM Tam Điệp với tổng số tiền 11.943 triệu đồng đối với 4 khách hàng là khoản nợ quá hạn. VSM Tam Điệp đã khởi kiện và đã có phán quyết từ tòa án buộc khách hàng của VSM Tam Điệp phải thanh toán nợ, không đủ điều kiện để được xác định là khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi theo quy định của Bộ Tài chính. Kết luận nêu rõ, VSM Tam Điệp không hạch toán trên sổ sách đối với khoản nợ phải thu trên và loại ra khỏi giá trị doanh nghiệp, làm giảm giá trị doanh nghiệp, phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 11.943 triệu đồng là không đúng. Theo quy định, các khoản công nợ phải thu này của VSM Tam Điệp không đủ căn cứ để được xóa nợ, phải được ghi nhận vào phần vốn nhà nước trước khi tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa tổng công ty VSM là 11.943 triệu đồng. Việc xác định giá trị một số tài sản, nhà cửa, vật kiến trúc trong giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa. Qua kiểm tra, Thanh tra Chính phủ cho biết, tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, các công ty con 100% vốn nhà nước thuộc Tổng Công ty VSM là VSM Hoàng Thạch, VSM Hải Phòng, VSM Tam Điệp đang sử dụng 9 giấy phép khai thác khoáng sản là đá vôi, đất sét để sản xuất xi măng. Nhưng đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán AASC đã không tính giá trị lợi thế thương mại đối với quyền được khai thác khoáng sản tại các mỏ. Do đó, Thanh tra Chính phủ cho rằng, việc công ty AASC, Tổng Công ty VSM không tính giá trị lợi thế thương mại đối với quyền được khai thác khoáng sản tại các mỏ với tổng số tiền tạm tính là 1.507.000 triệu đồng là không đúng với quy định của Chính phủ về việc xử lý tài chính khi cổ phần hóa. Kết luận thanh tra cũng cho thấy, mặc dù việc cổ phần hóa của VSM cùng 3 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên VSM Tam Điệp, VSM Hải Phòng, VSM Hoàng Thạch chưa hoàn thành, nhưng qua kiểm tra xem xét việc xử lý tài chính để cổ phần hóa, khoản chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ tại tổng công ty phải được xử lý tạm tính lên tới 3.011 tỷ đồng. Chính vì vậy, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng chỉ đạo việc xử lý và nộp khoản tiền chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ của VSM 2.910 tỷ đồng, cũng như xử lý khoản chênh lệch 101 tỷ đồng giữa vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu tại công ty VSM Hải Phòng theo quy định. Cùng với đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Tổng Công ty VSM hạch toán đối với khoản công nợ phải thu của Công ty VSM Tam Điệp số tiền 11.943 triệu đồng, đảm bảo theo đúng chế độ quy định. Song song với đó, Tổng Công ty VSM phải rà soát, xác định đầy đủ, chính xác các khoản giá trị lợi thế thương mại, quyền khai thác khoáng sản của Tổng Công ty VSM tại các mỏ còn trong thời hạn khai thác, số tiền tạm tính đến thời điểm thanh tra theo chứng thư thẩm định của Công ty Tư vấn AASC là 1.057.000 triệu đồng. Và tiếp theo chương trình, hãy cùng điểm qua một số tin tức kinh tế mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 105 NQCP về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Chính phủ đề ra 5 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trong đó nhấn mạnh thúc đẩy tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy thu hút vốn FDI, hỗ trợ dòng tiền, giảm chi phí và tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp, người dân. Theo đó, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất, nhất là giảm lãi suất cho vay, phấn đấu giảm ít nhất khoảng 1,5 đến 2%, nghiên cứu thực hiện áp dụng đối với cả khoản vay mới và đang còn dư nợ. Ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa ký văn bản về việc chấn chỉnh tình hình hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản. Sau đợt kiểm tra, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị 36 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản chấp hành nghiêm quy định thành lập sàn giao dịch, đảm bảo bất động sản đưa lên sàn giao dịch phải đủ điều kiện. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị các sàn giao dịch bất động sản thực hiện nội dung hoạt động theo đúng quy định tại điều 70 Luật Kinh doanh bất động sản. Đồng thời, các sàn giao dịch phải công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định tại Điều 6 Luật Kinh doanh Bất động sản, có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ pháp lý của bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh tại sàn giao dịch.
nếu đủ điều kiện giao dịch mới được giới thiệu cho khách hàng, chịu trách nhiệm trước khách hàng và trước pháp luật về thông tin đã cung cấp cho khách hàng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500 hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài, đoạn 3, khu vực dự án đầu tư xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 1 và giai đoạn 2 tại huyện Đông Anh với quy mô khoảng 140,23 ha. Sau điều chỉnh, quy mô dân số tăng lên hơn 21.000 người. Đáng chú ý, điều chỉnh chức năng các ô đất ở chung cư thành các ô đất ở hỗn hợp, nâng tầng cao công trình từ 25 tầng lên thành 45 tầng. Tỉnh Hưng Yên vừa quyết định chi hơn 9.200 tỷ đồng để đầu tư xây dựng dự án tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch phát triển kinh tế dọc sông Hồng, nguồn vốn đầu tư bằng ngân sách tỉnh. Theo kế hoạch, dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng sẽ đi qua huyện Văn Giang, huyện Khoái Châu, huyện Kim Động và thành phố Hưng Yên. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án là 9.275 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 đến năm 2027. Chủ đầu tư là Sở Giao thông Vận tải. Hưng Yên xác định đây là công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm của tỉnh nhằm kết nối các di sản văn hóa tâm linh dọc sông Hồng theo trục Thăng Long, Phố Hiến, Tam Trúc, Bái Đính, Chùa Hương, kết nối giao thông vùng Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình. Trái ngược hoàn toàn với sự sụt giảm của thị trường bất động sản mua bán trong thời gian qua, thì bất động sản cho thuê, đặc biệt là phân khúc cho thuê giá rẻ lại đang nhận được những mức tăng trưởng rất tốt. Tuy nhiên điều này lại gây ra khó khăn cực kỳ lớn với rất nhiều người lao động và các bạn sinh viên để có thể tìm được một nơi ở tốt với giá tiền phù hợp. Đây đã là lần thứ 2 chuyển trọ trong 4 tháng qua của bạn Việt, một sinh viên năm 4 của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Chịu một khoản phí dọn đồ lên tới gần 500.000 đồng cho mỗi lần chuyển phòng, nhưng theo bạn Việt, đây vẫn là một lựa chọn hợp lý. Thay vì trả mức thuê gần 6 triệu đồng một tháng cho căn một phòng ngủ và một phòng khách xung quanh khu vực Cầu Giấy, thì Việt lại lựa chọn một khu vực xa hơn là Cầu Diễn với mức thuê chỉ xung quanh 4 triệu đồng một tháng cho một căn phòng cũng có đầy đủ nội thất. Em chọn xa trường hơn là bởi vì cái cơ sở vật chất của cái phòng nhá, thì nó cũng giống như ở trong gần trường thôi, nhưng mà nó sẽ tiết kiệm được cho em một khoản khá là lớn. Cái khoản đó thì em có thể chi tiêu vào các công việc khác. Theo báo cáo của bấtđộngsản.com.vn, trái ngược hoàn toàn với sự sụt giảm của thị trường bất động sản mua bán, thì bất động sản cho thuê lại nhận được những mức tăng trưởng rất tốt. Nhu cầu tìm thuê bất động sản toàn quốc đã tăng 101% so với cùng kỳ năm 2022. Tại Hà Nội, nhu cầu thuê chung cư và nhà trọ cũng dẫn dắt thị trường, với lượt tìm thuê căn hộ tăng 112% và nhà trọ tăng 38%. Tuy nhiên, việc mặt bằng giá tăng lên quá cao cũng gây ra khó khăn lớn đối với những người thuê nhà có nhu cầu ở thực như sinh viên và người lao động. Giờ đây, thay vì chọn những nơi xung quanh trường học, chỗ làm việc, thì những khu vực cách xa khác lại là một lựa chọn hợp lý hơn, vì chi phí đi lại, xét cho cùng, vẫn còn rất tiết kiệm so với chi phí thuê phòng bỏ ra ở những khu vực trung tâm. Nhiều bạn sinh viên sẽ lựa chọn là thuê cách trường khoảng là 4 đến 5 cây. So với thời điểm trước là các bạn chỉ là thuê cách trường khoảng 1 cây thôi, để các bạn giảm được cái chi phí thuê nhà trọ. Và cái chi phí đó thì nó cao hơn là cái chi phí các bạn ấy đi lại. Nên là các bạn sẽ lựa chọn là xa hơn một chút, nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng gì đến việc học của các bạn cả. Lý giải cho điều này, xu hướng đô thị hóa ngày càng cao dẫn đến dân nhập cư vào những vùng trung tâm. Trong khi nguồn cung nhà ở thực thì ít và giá nhà đang ở mức cao, thì việc thuê nhà lại trở thành lựa chọn hợp lý hơn đối với nhiều người. Từ đó cũng làm cho thị trường cho thuê trở nên sôi động hơn. Theo ước tính, bất động sản cho thuê phân khúc giá rẻ hiện có mức tăng từ 10 đến 15% một năm. Ở những khu vực đông sinh viên như Chùa Láng, Cầu Giấy, mức tăng này có thể lớn hơn nhiều. Đặc biệt trong giai đoạn nhập học xung quanh tháng 8, tháng 9 có thể ghi nhận mức tăng lên tới hơn 30% chỉ trong vài tháng. Mật độ tại các thành phố như Hà Nội, Hồ Chí Minh, mật độ dân số rất là cao. Dân số các thành phố này toàn trung bình tầm 10 triệu. Và như vậy là với cái mật độ dân số cao, cái lượng căn hộ cũng như nhà ở nó chỉ mang tính hữu hạn thôi. Đặc biệt trong giai đoạn gần đây chúng ta thấy là số lượng căn hộ mới của thành phố Hà Nội gần như là không có căn hộ nào cả. Thì như vậy là cái lượng cung trên thị trường nó chỉ có gần đấy vậy, trong khi cái lượng người đổ vào thành phố nó tiếp tục tăng như vậy. Thì tiếp tục tăng như vậy thì chắc chắn một điều rằng khi cái cầu nó vẫn có thị trường thì để bảo giá giảm nó rất là khó. Và như vậy đây là một cái áp lực rất lớn dành cho những người đi thuê. Và nếu như vậy thì họ sẽ có xu hướng phải tìm những chỗ nào rẻ hơn, xa hơn hoặc không tiện ích bằng những cái chỗ thuê cũ. Tuy thị trường cho thuê là một thị trường có sự tăng trưởng tốt hàng năm, nhưng các chuyên gia cũng đánh giá
Việc mặt bằng cho thuê tăng lên quá cao cũng sẽ tạo ra những phản ứng đối với thị trường, khi mà người đi thuê hoàn toàn có thể lựa chọn các khu vực cách xa khác với đầy đủ tiện ích cùng mức giá hợp lý hơn. Vì vậy, thị trường sẽ cần có một sự điều chỉnh để mức giá có thể quay lại vùng cân bằng vốn có. Cũng liên quan đến lĩnh vực đất đai, mặc dù kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội ban hành năm 2019 chỉ rõ, Ủy ban Nhân dân huyện Ứng Hòa chỉ đạo Phòng Tài nguyên Môi trường hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn lập hồ sơ quản lý đến từng diện tích đất nông nghiệp, đất công quản lý chống lấn chiếm và kịp thời xử lý các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, vi phạm các quy định của luật đất đai. Tuy nhiên đã 4 năm trôi qua, nhiều trường hợp vi phạm đất đai trên địa bàn chưa được xử lý dứt điểm. Theo kết quả rà soát của Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn, tính đến tháng 6 năm 2018, trên địa bàn huyện Ứng Hòa đã phát hiện 464 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64, trong đó sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng trái phép là 423 trường hợp. Cá biệt như tại xã Đại Cường, có 11 trường hợp vi phạm về đất đai, nhưng đã 4 năm trôi qua vẫn chưa xử lý được trường hợp nào. Xã báo cáo lên huyện và huyện cũng thanh tra của thành phố, thanh tra của Sở Tài nguyên về làm việc thì có cái kết luận đối với như của xã Đại Cường của tôi 11 trường hợp. Thế bây giờ cũng đang đợi huyện chỉ đạo các cái bước thì họ cũng đã đầu tư như vậy rồi thì cũng phải tìm cách tháo gỡ cho người dân. Thế bây giờ mình mà ra cưỡng chế và phá rỡ cũng là vấn đề khó khăn. Theo kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2019, riêng trong lĩnh vực sử dụng đất nông nghiệp, tổng số trường hợp vi phạm sử dụng đất không đúng mục đích được xử lý dứt điểm là 158 trường hợp, xử phạt 81,2 triệu đồng. Trong đó xử lý đã khắc phục 136 trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng công trình trái phép. Tới năm 2022, huyện Ứng Hòa đã xử lý thêm được 38 trường hợp. Có những cái vi phạm mà đến bây giờ vẫn không phù hợp thì bắt buộc phải xử lý. Thì đấy như vậy là sau khi mà rà soát hết thì phòng hiện tại bây giờ đang tiến hành rà soát tiếp của cái giai đoạn 6 tháng và chúng tôi cũng đã có văn bản để có xã rà soát báo cáo và phòng thì cũng được ban huyện thành lập một cái tổ công tác do phòng tài nguyên là cơ quan chủ trì có quyết định 3086 là đi rà soát tất cả các xã thị trấn kiểm tra đối với những trường hợp xã nào mà chậm thực hiện cái kết luận 3108 là chúng tôi sẽ về báo cáo huyện. Trước thực trạng trên, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cần chỉ đạo sở ngành liên quan cùng Ủy ban Nhân dân huyện Ứng Hòa làm rõ nguyên nhân chậm trễ trong xử lý các vi phạm về đất đai, tránh tình trạng lợi dụng chính sách, xây dựng trái phép, sai quy hoạch, đảm bảo cho việc thực thi hiệu quả chính sách pháp luật về đất đai. Liên quan tới việc sử dụng đất nông nghiệp, mới đây Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch 154 về tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm trong quản lý sử dụng đất nông nghiệp, xử lý việc lấn chiếm và xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thời gian qua trên địa bàn thành phố, công tác quản lý sử dụng đất nông nghiệp còn nhiều tồn tại hạn chế, đặc biệt là tình trạng lấn chiếm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng, trong khi đó nhiều địa phương còn chủ quan lơ là. Thành phố cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức xử lý khắc phục xong các vi phạm đã được nêu tại các kết luận thanh tra, báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 15 tháng 11 năm 2024. Một đoạn đường ngắn khoảng hơn 100 mét trên tỉnh lộ 152 thuộc phường Cầu Mây, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai luôn ở trong trạng thái công trường đang thi công. Người dân và du khách di chuyển qua đây đều rất bất bình bởi mặt đường nham nhở và khói bụi. Một trong những lý do khiến tình trạng này kéo dài nhiều năm là bởi ta luy dương nằm giữa tỉnh lộ 152 và dự án khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Cầu Mây Sapa, hay còn gọi là khu nghỉ dưỡng Sapa Jet Hill, liên tục bị sạt trượt. Đây là khung cảnh hàng ngày trên tỉnh lộ 152 thuộc tổ 3 phường Cầu Mây, thị xã du lịch Sapa. Bên trên bụi cuốn lên quá đầu người, bên dưới mặt đường gồ ghề, trơn trượt, chưa kể đến tiếng ồn từ công trường liên tục phát ra. Trái ngược với không gian sang trọng của những căn biệt thự nghỉ dưỡng ngay trên đỉnh kè thuộc dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Cầu Mây Sapa. Phía dưới lòng đường, người dân và du khách buộc phải di chuyển hàng ngày qua đoạn công trường này. Thật sự là rất là bức xúc anh ạ. Mỗi lần đi qua đây bụi hết vào nhà em là nhà dân đang làm về kinh doanh du lịch nữa. Thế nên là đôi khi nó cũng là cái trở ngại cho nhà em khi mà đến đón khách.
Trao đổi với Ủy ban Nhân dân phường Cầu Mây, thị xã Sapa được biết, công trình đang thi công thuộc dự án khắc phục sự cố sạt trượt tại dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Cầu Mây Sapa. Trước đó, tại vị trí km 1+800 đến km 1+950 trên tỉnh lộ 152 đã hai lần bị sạt lở, một lần năm 2018 và lần mới đây năm 2020. Ngày 19 tháng 5 năm 2022, đại diện Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa, đại diện công ty Trường Giang Sapa là chủ đầu tư của khu nghỉ dưỡng Sapa Jet Hill cùng một số cá nhân, đơn vị tại thị xã đã thống nhất nội dung thi công dự án này. Biên bản thống nhất các bên có nội dung yêu cầu công ty Trường Giang khẩn trương lập hồ sơ thiết kế, điều chỉnh bổ sung hạng mục kè theo nội dung thống nhất, trình cấp có thẩm quyền chấp thuận và triển khai thi công ngay phần kè không phải điều chỉnh. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, theo phản ánh của người dân, công trình này vẫn đang thi công ì ạch, gây cản trở giao thông, đồng thời làm ảnh hưởng lớn tới hình ảnh thị xã du lịch Sapa. Cái thi công kè này được khoảng tầm 3 năm rồi anh ạ. Thì mỗi một năm họ lại làm theo một giai đoạn, nói chung là làm không tới nơi tới chốn. Thật sự em rất là nhức nhối khi mà đi qua đoạn đường này, anh có thể nhìn thấy rất là bụi. Và khi mà trời mưa nó rất là bẩn, nhiều khách du lịch trên này họ đi tới đây là họ quay đầu lại. Họ bảo rằng là đường đi rất là xấu nên là họ rất là ngại đi. Chứ bây giờ mà cứ bụi như thế này và trời mưa nó bẩn như thế này, thật sự với anh là đến đây thì khách chả ai muốn ở cả. Thật sự với anh là như vậy. Về cái vấn đề đường xá, ảnh hưởng cái đường xá của mình là đường đi lại rất là khó khăn. Ngày mưa thì nó rất là bẩn và nó đường rất là trơn và ngày nắng thì rất là bụi. Người dân khách du lịch đi qua đây thì cũng rất là ngại đi qua đây. Tỉnh lộ 152 là tuyến giao thông huyết mạch, tuyến du lịch quan trọng kết nối du khách từ trung tâm thị xã Sapa tới bãi đá cổ, thung lũng Mường Hòa, bản Tả Van. Lào Cai đang hướng tới kỷ niệm 120 năm du lịch Sapa. Việc tồn tại những đoạn công trường bụi bẩn dai dẳng như thế này ảnh hưởng không nhỏ đến nỗ lực thu hút và giữ chân du khách. Truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin trong những bản tin tiếp theo. Ngân hàng Quốc gia Ukraine tuyên bố sẽ quốc hữu hóa Senbank, có chủ sở hữu là người Nga và một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu ở Ukraine, đồng thời áp dụng chế độ quản lý tạm thời vào ngày 21 tháng 7. Trong tuyên bố ngày 20 tháng 7, Ngân hàng Trung ương NBU cho biết đã quyết định rút ngân hàng Senbank khỏi thị trường và trình chính phủ đề xuất để nhà nước tham gia vào quá trình quản lý. Phát biểu trong một video, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định nội các đang xem xét và sẽ ủng hộ đề nghị của NBU liên quan đến thể chế tài chính này. Trong khi đó, Thống đốc NBU cho biết quá trình chuyển đổi sẽ không được thông báo đến khách hàng. Các quan chức NBU cho hay, ngân hàng này đã thảo luận kế hoạch quốc hữu hóa Senbank với Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, đối tác cho vay chính của Ukraine. Dự kiến chính phủ sẽ đưa ra quyết định trong ngày 21 tháng 7 và quy trình quốc hữu hóa sẽ được hoàn tất vào cuối tuần này. Theo NBU, Senbank trước đây là Alpha Bank Ukraine, có tên trong danh sách các ngân hàng quan trọng của hệ thống tài chính Ukraine và là ngân hàng có tổng tài sản lớn thứ 10 tại quốc gia này. Chủ sở hữu chính của Senbank là công ty ABH Holding SA, trong đó doanh nhân người Nga gốc Israel Mikhail Friedman có 32,86% cổ phần, trong khi doanh nhân người Nga Petr Aven nắm 12,4%. NBU cho rằng mối liên quan của các chủ sở hữu Senbank với Nga tiềm ẩn rủi ro về uy tín và tác động tiêu cực cho hoạt động của ngân hàng. Thống đốc NBU nêu rõ, vốn pháp định của Senbank giảm 50% trong giai đoạn từ 1 tháng 3 năm 2022 đến 1 tháng 7 năm 2023. Trong khi cùng thời gian này, vốn pháp định ở các ngân hàng lớn khác đã tăng khoảng 29%. Senbank có 3 triệu khách gửi tiền, đã báo lỗ 7 tỷ rinas, tương đương 189,75 triệu đô la Mỹ trong năm 2022. Ngày 20 tháng 7, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua sửa đổi dự luật quốc phòng hàng năm, theo đó bổ sung nội dung cấm bán dầu từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ cho Trung Quốc. Với 85 phiếu thuận và 14 phiếu chống, vượt qua mức tối thiểu 60 phiếu ủng hộ tại Thượng viện gồm 100 ghế, sửa đổi trên sẽ được bổ sung vào đạo luật ủy quyền quốc phòng NDAA dự kiến được phê chuẩn trong năm nay. Trước đó vào ngày 12 tháng 1, Hạ viện Mỹ cũng đã bỏ phiếu thông qua dự luật trên. Việc bán dầu từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ SPR cho Trung Quốc trở thành chủ đề nóng kể từ năm ngoái, khi Tổng thống Mỹ Joe Biden quyết định xuất tổng cộng 180 triệu thùng dầu từ SPR nhằm hạ nhiệt giá dầu trong bối cảnh xung đột tại Ukraine leo thang. Động thái này đã khiến lượng dầu trong SPR giảm xuống mức thấp nhất trong 40 năm. Giới chuyên gia nhận định, điều này có thể là mối đe dọa với an ninh năng lượng Mỹ
dù sản lượng dầu của nước này đã tăng mạnh so với năm 1983. Tháng 7 năm 2022, trong đợt bán 39 triệu thùng dầu, trong số 180 triệu thùng dầu được xuất, 1 triệu thùng đã được giao cho Unipec America, một chi nhánh của công ty dầu khí Sinopec của Trung Quốc, tại thành phố Houston. Dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, một lượng dầu dự trữ cũng được bán cho PetroChina International. Dự kiến Hạ viện và Thượng viện sẽ có cuộc họp để thống nhất dự thảo cuối cùng trước khi dự thảo được hai viện thông qua và Tổng thống Biden ký thành luật. Ông Benjamin Salisbury, một nhà phân tích tại Head Capital Markets, nhận định rằng lệnh cấm sẽ không có tác động hệ thống nào đối với chức năng của SPR. Chính quyền Tổng thống Biden không có kế hoạch bán thêm dầu từ SPR vào thời điểm này, đồng thời cũng bắt đầu mua lại một số lượng dầu. Thưa quý vị và các bạn, trong phần lớn thời gian từ đầu năm đến nay, Yên là đồng tiền mất giá mạnh nhất thế giới. Nếu tính từ đầu năm, Yên đã mất giá gần 5% so với đô la Mỹ và thậm chí còn giảm nhiều hơn so với các đồng euro, bảng Anh và franc Thụy Sĩ. Tuy nhiên, trong khoảng nửa tháng trở lại đây, đồng Yên đã đảo chiều ngoạn mục và đã tăng hơn 4% so với đồng đô la Mỹ kể từ đầu tháng 7. Theo tờ Wall Street Journal, sự dịch chuyển này của tỷ giá đồng Yên xuất phát chủ yếu từ một trong những câu hỏi quan trọng nhất mà các nhà giao dịch tiền tệ tự hỏi mỗi ngày. Lãi suất sẽ đi về đâu? Cam kết giữ chính sách tiền tệ siêu lỏng lẻo trong nhiều năm, đặt Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ vào một vị thế đối nghịch với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed khi Fed thực hiện một chiến dịch tăng lãi suất lịch sử trong 16 tháng qua. Tuy nhiên, giới giao dịch cho rằng hai ngân hàng trung ương này sẽ sớm thay đổi đường đi của chính sách tiền tệ. Sáng 21 tháng 7, tỷ giá Yên so với đô la Mỹ dao động gần mức 140 đổi 1 đô la Mỹ sau khi tụt về sát mốc 145 Yên đổi 1 đô la Mỹ vào đầu tháng, theo dữ liệu từ FactSet. Một cuộc khảo sát do FactSet thực hiện với sự tham gia của 43 công ty môi giới cho thấy, mức dự báo trung bình của tỷ giá đồng Yên vào cuối năm nay là 132 Yên đổi 1 đô la Mỹ. Các chiến lược gia của Citigroup và Nomura cho rằng 1 đô la Mỹ sẽ đổi 120 Yên vào năm tới. Sự thay đổi lớn trong tỷ giá đồng Yên có ảnh hưởng sâu rộng, tác động tới lợi nhuận của các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản, giảm sức hấp dẫn của cổ phiếu Nhật Bản đối với nhà đầu tư nước ngoài và có thể làm thay đổi quan điểm của các nhà giao dịch và đầu tư đối với nhiều loại tài sản khác nhau. Đồng Yên là đồng tiền được giao dịch nhiều thứ ba thế giới, chỉ sau đồng đô la Mỹ và đồng euro, nên có một vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính toàn cầu. Đồng Yên yếu là một nhân tố giúp ích cho các công ty xuất khẩu của Nhật Bản, bao gồm các hãng ô tô như Toyota và Honda. Khi chuyển doanh thu từ các thị trường nước ngoài về nước, họ sẽ đổi sang được lượng nội tệ lớn hơn. Đồng Yên yếu cũng đã giúp Nhật Bản thu hút nhà đầu tư nước ngoài đổ vốn vào thị trường chứng khoán nước này trong năm nay, và các nhà đầu tư đang hưởng lợi từ cả xu hướng tăng của chứng khoán Nhật Bản và sự phục hồi của Yên. Chỉ số Nikkei 225 của chứng khoán Nhật Bản đã tăng khoảng 26% trong năm nay và đang ở vùng cao nhất trong hơn 3 thập kỷ. Tuy nhiên, gần đây, chứng khoán Nhật Bản có dấu hiệu mất đà và nguyên nhân được cho là do Yên tăng giá trở lại. Sự thay đổi nhanh chóng về tỷ giá đồng Yên so với đồng đô la Mỹ là một phần trong xu hướng mất giá của đồng đô la Mỹ. Lạm phát của Mỹ suy yếu trong tháng trước, củng cố khả năng Fed sẽ kết thúc chiến dịch tăng lãi suất bằng một đợt tăng cuối cùng trong cuộc họp vào tuần tới. Nhưng cú giảm giá của đô la Mỹ so với Yên trong tháng này là rõ rệt hơn so với những đồng tiền khác. Đây một phần là do đồng Yên đã mất giá quá nhiều so với đô la Mỹ trong suốt chu kỳ tăng lãi suất của Fed. Thêm nữa, các nhà giao dịch còn tin rằng BOJ sẽ có động thái để rút ngắn khoảng cách lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ. Thưa quý vị, Ấn Độ, quốc gia cung cấp hơn 40% gạo xuất khẩu trên thế giới, mới đây đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu các loại gạo trắng không phải giống Basmati trong bối cảnh mùa mưa bắt đầu muộn làm ảnh hưởng tới mùa màng và dấy lên lo ngại thiếu hụt sản lượng. Thông báo từ chính phủ Ấn Độ nêu rõ lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức. Để đảm bảo đủ nguồn cung gạo trắng không phải giống Basmati và giảm thiểu nguy cơ tăng giá gạo trên thị trường nội địa, chính phủ Ấn Độ đã điều chỉnh chính sách xuất khẩu. Tại thị trường Ấn Độ, giá bán lẻ gạo đã tăng 11,5% trong năm qua và 3% trong tháng qua. Ấn Độ là quốc gia cung cấp hơn 40% gạo xuất khẩu trên thế giới, nhưng lượng tồn kho thấp đồng nghĩa rằng quyết định giảm xuất khẩu có thể khiến giá lương thực thế giới tăng cao. Giá gạo toàn cầu vốn đã dao động quanh mức cao nhất trong 11 năm. Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu gạo châu Á cho rằng, việc ban hành lệnh cấm đột xuất có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới khách hàng khi họ chưa thể tìm được nhà cung cấp thay thế. Gạo là thực phẩm thiết yếu của hơn 3 tỷ người trên thế giới và gần 90% sản lượng lúa toàn cầu được thu hoạch tại châu Á,
nơi chứng kiến lượng mưa giảm mỗi khi El Nino diễn ra. Mùa mưa đến muộn dẫn tới tình trạng thiếu hụt lượng lớn nước mưa cần thiết cho vụ mùa tại Ấn Độ trong giai đoạn tính đến giữa tháng 6. Tình trạng thiếu nước chỉ được cải thiện khi mưa lớn bắt đầu xảy ra từ tuần cuối cùng của tháng 6. Mưa lớn ở các vùng phía Bắc của Ấn Độ trong vài tuần qua cũng đã tàn phá những thửa ruộng mới cấy ở các bang Punjab và Haryana, khiến nhiều người nông dân phải cấy lại. Ở những bang trồng lúa lớn khác của Ấn Độ, trong đó có bang Tây Bengal, Chhattisgarh, Andhra Pradesh và Telangana, nông dân đã gieo mạ nhưng lại không thể đưa đi cấy vì ruộng không đủ nước. Trước đó, nhiều người kỳ vọng diện tích trồng lúa sẽ tăng sau khi New Delhi tăng giá thu mua gạo. Nhưng đến nay, các quan chức trong ngành nông nghiệp Ấn Độ ước tính diện tích lúa đã giảm. Hiện diện tích ruộng được cấy lúa tại Ấn Độ được cho là thấp hơn 6% so với cùng kỳ năm 2022. Gần 5 tỷ người, tương đương hơn 60% dân số thế giới hoạt động trên mạng xã hội. Thông tin trên được công ty tư vấn kỹ thuật số KPS đưa ra trong báo cáo hàng quý công bố vào ngày 20 tháng 7. Theo KPS, số người dùng mạng xã hội đã tăng tới 3,7% trong một năm qua. Tuy nhiên, có sự chênh lệch về tỷ lệ sử dụng giữa các khu vực. Ở Đông và Trung Phi, tỷ lệ hoạt động trên mạng xã hội chiếm 9%, trong khi ở Ấn Độ, hiện là quốc gia đông dân nhất thế giới, tỷ lệ sử dụng là 33%. Báo cáo của KPS còn cho thấy lượng dành cho mạng xã hội trong năm qua đã tăng 2 phút mỗi ngày lên 2 giờ 26 phút. Có sự khác biệt lớn giữa các nước về thời gian sử dụng mạng xã hội. Cụ thể, mỗi ngày người dân Brazil dành trung bình 3 giờ 49 phút hoạt động trên mạng xã hội, trong khi con số này ở Nhật Bản là chưa đầy 1 giờ. Cũng theo báo cáo của KPS, người dùng mạng xã hội chủ yếu tập trung trên 7 nền tảng. Meta có 3 ứng dụng được yêu thích gồm WhatsApp, Instagram và Facebook, trong khi Trung Quốc có 3 ứng dụng gồm WeChat, TikTok và Douyin phiên bản địa phương. Twitter, Messenger và Telegram là những nền tảng truyền thông xã hội hàng đầu thế giới. Thanh tra chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra về việc thực hiện sắp xếp lại cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng giai đoạn 2011-2018, trong đó có Tổng Công ty Xi măng Việt Nam VSM. Liên quan tới việc xử lý tài chính, xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, kết luận thanh tra cho biết đến thời điểm thanh tra, VSM chưa hoàn thành việc cổ phần hóa. Tuy nhiên, qua kiểm tra việc xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa công ty mẹ, Tổng Công ty VSM được thực hiện cùng với 3 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là VSM Tam Điệp, VSM Hải Phòng, VSM Hoàng Thạch. Ngày 1 tháng 10 năm 2018 cho thấy một số khoản công nợ phải thu của VSM Tam Điệp với tổng số tiền 11.943 triệu đồng đối với 4 khách hàng là khoản nợ quá hạn. VSM Tam Điệp đã khởi kiện và đã có phán quyết từ tòa án buộc khách hàng của VSM Tam Điệp phải thanh toán nợ, không đủ điều kiện để được xác định là khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi theo quy định của Bộ Tài chính. Kết luận nêu rõ, VSM Tam Điệp không hạch toán trên sổ sách đối với khoản nợ phải thu trên và loại ra khỏi giá trị doanh nghiệp, làm giảm giá trị doanh nghiệp, phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 11.943 triệu đồng là không đúng. Theo quy định, các khoản công nợ phải thu này của VSM Tam Điệp không đủ căn cứ để được xóa nợ, phải được ghi nhận vào phần vốn nhà nước trước khi tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa tổng công ty VSM là 11.943 triệu đồng. Việc xác định giá trị một số tài sản, nhà cửa, vật kiến trúc trong giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa. Qua kiểm tra, thanh tra chính phủ cho biết, tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, các công ty con 100% vốn nhà nước thuộc tổng công ty VSM là VSM Hoàng Thạch, VSM Hải Phòng, VSM Tam Điệp đang sử dụng 9 giấy phép khai thác khoáng sản là đá vôi, đất sét để sản xuất xi măng. Nhưng đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán AASC đã không tính giá trị lợi thế thương mại đối với quyền được khai thác khoáng sản tại các mỏ. Do đó, thanh tra chính phủ cho rằng việc công ty AASC, tổng công ty VSM không tính giá trị lợi thế thương mại đối với quyền được khai thác khoáng sản tại các mỏ với tổng số tiền tạm tính là 1.507.000 triệu đồng. Là không đúng với quy định của chính phủ về việc xử lý tài chính khi cổ phần hóa. Kết luận thanh tra cũng cho thấy, mặc dù việc cổ phần hóa của VSM cùng 3 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, VSM Tam Điệp, VSM Hải Phòng, VSM Hoàng Thạch chưa hoàn thành, nhưng qua kiểm tra xem xét việc xử lý tài chính để cổ phần hóa, khoản chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ tại tổng công ty phải được xử lý tạm tính lên tới 3.011 tỷ đồng. Chính vì vậy, thanh tra chính phủ đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng chỉ đạo việc xử lý và nộp khoản tiền chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ của VSM 2.910 tỷ đồng, cũng như xử lý khoản chênh lệch 101 tỷ đồng giữa vốn điều lệ
và vốn chủ sở hữu tại công ty Vsem Hải Phòng theo quy định. Cùng với đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Tổng công ty Vsem hạch toán đối với khoản công nợ phải thu của công ty Vsem Tam Điệp số tiền 11.943 triệu đồng, đảm bảo theo đúng chế độ quy định. Song song với đó, Tổng công ty Vsem phải rà soát, xác định đầy đủ, chính xác các khoản giá trị lợi thế thương mại, quyền khai thác khoáng sản của Tổng công ty Vsem tại các mỏ còn trong thời hạn khai thác. Số tiền tạm tính đến thời điểm thanh tra theo chứng thư thẩm định của công ty tư vấn AASC là 1.057.000 triệu đồng. Và tiếp theo chương trình, hãy cùng điểm qua một số tin tức kinh tế mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 105 NQCP về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Chính phủ đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó nhấn mạnh thúc đẩy tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy thu hút vốn FDI, hỗ trợ dòng tiền, giảm chi phí và tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp, người dân. Theo đó, chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất, nhất là giảm lãi suất cho vay, phấn đấu giảm ít nhất khoảng 1,5 đến 2%, nghiên cứu thực hiện áp dụng đối với cả khoản vay mới và đang còn dư nợ. Ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa ký văn bản về việc chấn chỉnh tình hình hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản. Sau đợt kiểm tra, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị 36 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản chấp hành nghiêm quy định thành lập sàn giao dịch, đảm bảo bất động sản đưa lên sàn giao dịch phải đủ điều kiện. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị các sàn giao dịch bất động sản thực hiện nội dung hoạt động theo đúng quy định tại điều 70 Luật Kinh doanh bất động sản. Đồng thời, các sàn giao dịch phải công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định tại điều 6 Luật Kinh doanh bất động sản, có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ pháp lý của bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh tại sàn giao dịch. Nếu đủ điều kiện giao dịch mới được giới thiệu cho khách hàng, chịu trách nhiệm trước khách hàng và trước pháp luật về thông tin đã cung cấp cho khách hàng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500 hai bên tuyến đường Nhật Tân, Nội Bài, đoạn 3, khu vực dự án đầu tư xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 1 và giai đoạn 2 tại huyện Đông Anh với quy mô khoảng 140,23 ha. Sau điều chỉnh, quy mô dân số tăng lên hơn 21.000 người. Đáng chú ý, điều chỉnh chức năng các ô đất ở chung cư thành các ô đất ở hỗn hợp, nâng tầng cao công trình từ 25 tầng lên thành 45 tầng. Tỉnh Hưng Yên vừa quyết định chi hơn 9.200 tỷ đồng để đầu tư xây dựng dự án tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch phát triển kinh tế dọc sông Hồng, nguồn vốn đầu tư bằng ngân sách tỉnh. Theo kế hoạch, dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng sẽ đi qua huyện Văn Giang, huyện Khoái Châu, huyện Kim Động và thành phố Hưng Yên. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án là 9.275 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 đến năm 2027. Chủ đầu tư là Sở Giao thông Vận tải. Hưng Yên xác định đây là công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm của tỉnh nhằm kết nối các di sản văn hóa tâm linh dọc sông Hồng theo trục Thăng Long, Phố Hiến, Tam Chúc, Bái Đính, Chùa Hương, kết nối giao thông vùng Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình.